thưa quý vị ngày mai một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú sẽ diễn ra theo hội thiên văn hà nội cho biết thời điểm xuân phân mặt trời lúc này sẽ chiếu thẳng vào xích đạo khiến thời gian ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới đây cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bắc bán cầu và ngày đầu tiên của mùa thu ở nam bán cầu Vào lúc 10 giờ 1 phút, theo giờ Việt Nam ngày 20 tháng 3 sẽ diễn ra Xuân Phân ở khắp nơi trên thế giới. Hội Thiên Văn và Vũ trụ học Việt Nam thông tin Xuân Phân là một điểm, không phải một ngày. Nói dễ hiểu hơn, xích đạo trái đất và quỹ đạo của nó là hai mặt phẳng lệch nhau, sấp xỉ 23,5 độ nên có hai điểm giao như vậy trên bầu trời. Khi mặt trời đi qua giao điểm theo hướng tiến về phía Bắc thì đó là điểm Xuân Phân, còn về phía Nam thì là Thu Phân đối với Bắc Bán Cầu, còn ở Nam Bán Cầu thì ngược lại ngày xuân phân diễn ra khi mặt trời đi qua xích đạo trời tức là nó nằm trên đúng mặt phẳng xích đạo trái đất thì hai bán cầu có thời lượng được chiếu sáng như nhau vì thế nên vào những ngày lân cận điểm này chúng ta thấy ngày và đêm dài gần đúng bằng nhau Thưa quý vị và các bạn, xuân phân, thu phân, hạ trí và đồng chí là bốn mốc thời gian rất cơ bản. Mặc dù thường được coi là một ngày nhưng thực tế thì không phải. Trong lịch 24 tiết khí thì mỗi cái tên trên là tên của một tiết khí dài tới 15 ngày. Và cái mà chúng ta gọi là ngày xuân phân ngày nay chỉ là ngày khởi đầu của tiết xuân phân.